Anh em có thể không có người yêu vào đêm Noel. Anh em có thể đéo cô gái để ôm ấp, để hôn hít vào đêm Noel. Nhưng mà anh em sẽ có trực tiếp game để phục vụ anh em đêm Noel ạ. Chào mừng anh em đến với trực tiếp game tối Noel. Ôi giời ơi, nhắc đến lại thấy buồn. Tôi hỏi thật anh em nhé, tối này là tối Noel, người người nhà nhà người ta ra đường, người ta đi chơi. Không đi chơi với gia đình thì cũng đi chơi với bồ, không đi chơi với bồ thì cũng đi chơi với vợ con. Thế anh em làm cái gì mà giờ này vẫn còn ngồi online xem tôi livestream mặc là thế nào hả? Là thế nào? Buồn cười thật. Đi ra ngoài đi, cho nó đầu óc thư thái. Cứ ngồi nhà xem livestream mà thế đéo nào. Buồn cười thật. Đàn ông đàn nàng lớp trẻ bây giờ chán quá. Hội em à, à. Nói thật với anh em tôi đùa thôi. Chứ còn tôi lạ gì. Tối nay cái tầm này các anh em ngồi đây là điều các anh em FA cả, không người yêu. Thì thôi, tôi phải nói với anh em một điều như này này. Để ý là tôi nói với anh em cái chân lý như thế này nhá. Anh em có thể không có người yêu vào đêm Noel. Anh em có thể đéo cô gái để ôm ấp, để hôn hít vào đêm Noel. Nhưng mà anh em sẽ có trực tiếp game để phục vụ anh em đêm Noel ạ. À. Không ai có thể lấy được trực tiếp game của anh em buổi tối ngày hôm nay. Tôi sẽ chơi xuyên đến đêm cho anh em luôn. Sẽ chơi xuyên đến đêm để coi như là còn cái lời chúc Giáng sinh an lành cho anh em đúng cái thời điểm khoảng 12 giờ đêm. Ok, đấy, chân lý là như vậy. Gái gú là phù du, trực tiếp game là bất diệt. Nhá, nói luôn một câu cho nó nhanh. Ha. Quá hay luôn. Đề nghị vỗ tay. Ok. Hay thì đề nghị vỗ tay. Buồn cười nhở. Hay chả vỗ tay vỗ tùng động viên là thì đéo nào. Đề nghị vỗ tay. Vạn tuế à. FA. Gái xưa dịu hiền nết na, gái nay chỉ thích đại gia lắm tiền. Úi dồi, thôi anh em nhầm rồi. Gái thời nào nó cũng thích đại gia cả nhá. Ngày xưa các cụ đã có câu trai anh hùng, gái thuyền quyên. Gái chỉ yêu anh hùng thôi. Mà anh hùng là giàu, anh hùng mới lập công mới giàu. Chứ còn gái đâu có yêu nông dân thiếu đâu. Làm gì có, coi như là trai nông dân gái thuyền quyên. Trai anh hùng gái thuyền quyên. Đấy là cái coi như là cái cốt yếu. Đấy là cái coi như là cái logic ngàn năm không giờ thay đổi anh em nhá. Tôi mà là gái tôi chỉ yêu thằng giàu thôi. Yên tâm như thế. Đây là cách nhanh nhất để đi ra khỏi dược tắt Shigeo Tokuda. Ôi vãi. Mẹ cụ Tokuda donate hai củ. Vợ đi chơi Noel bỏ cụ ở nhà một mình buồn quá. Dũng ơi vãi cả cứt. Bộ giáp này anh em lần trước tôi lấy được là một trong bộ giáp kinh khủng nhất con. Oh my god, it keeps going, Jesus Christ. Ủa lại, Tokuda lại hai củ. Cụ chúc Dũng và anh em đêm Noel vui vẻ. Ừ khiếp. Cụ kinh, cụ ghê quá. Cụ trời này đi. Cụ hôm nay không đi chơi Noel, ngồi nhà donate. Đấy, anh em thấy không? Tôi khôn lắm. Đêm Noel tôi ở nhà ngay, có tiền ngay. Anh em cảm ơn donate ngay hôm nay tối nay đi chơi. Có phải là vừa tốn tiền cho gái lại vừa coi như là không được tiền donate không? Đang chơi game thấy chủ net mở TTG. Ui vãi. Hôm nay đêm Noel ra quán net chơi. Anh em FA đi cái mức độ này sao? Khổ thân anh em. Khổ anh em thế. Đi theo đường. Ôi con gì dễ thương này. Ôi dễ thương vãi. Con gì đây? Con gì đây? Coi là con gì? À con này là con rái cá đúng không anh em? Rái cá. Rái cá là con lửng đấy. Rái cá. Khổ. Thôi mày đi kiếp sau làm người nhá. Linh Nhi xoạc không anh. Đúng là hôm nay là ngày chim dài Việt Nam rồi. Chứ không phải là ngày phụ nữ vùng lên. Các chị em donate toàn gạ trịch.
thả coi như thính như điên đi khiếp. Còn đâu hình tượng người con gái Việt Nam trung hậu đảm đang, đây còn gạ trịch công khai, khổ lắm. Này làm sao mà làm cách mạng được các chị em? Trung hậu giam giang. Đúng rồi, trung hậu giam giang. Trung hậu giam giang. Đúng rồi. Anh em trí thiết rồi, bậy bạ lắm. Anh em mất dạy lắm. Kênh tôi kênh văn hóa, đừng có trung hậu dâm giam giang đây nhá. Vả vẩn, vả vẩn. Trung hậu đảm đang, trung hậu giam giang. Đừng có vớ vẩn. Phương Oanh, ca anh tính chơi con game gì? Chơi game gì? Việc của anh, việc của em à? Vả vẩn. Sao đi hỏi anh nhé, anh giả vờ chiếu em tí thôi. Anh hiền lành. Cho nghỉ mẹ một đi. Ông già Noel đề nghị cháu tắt máy đi chơi Noel với Ngọc Thảo. Ông ơi, Ngọc Thảo kêu lắm. Ông chỉ chơi đúng đâu. Hot luôn chị chị. Cháu năm nay 80. Thua thì điếu là được ông. A few minutes later. Bà già Noel. Tôi đến à anh em lại hết ông già Noel lại đến bà già Noel. Mãi cả trường. Cả ông lẫn bà phối hợp với nhau nhịp nhàng gớm. Hoàng tử tội phạm. Úi dồi ôi, khiếp, anh em nghĩ ở đâu ra? Năm nay là 2017 rồi nhá anh em, hoàng tử tội phạm nhá. Chứ không phải là 2002, 2005 mà anh em còn dùng cái nick Yahoo Messenger này. Bây giờ không ai ta dùng cái nick này đâu, nhà quê lắm. Đấy nhá, tôi gợi ý cho anh em một vài nhá. Cái tên nghe hay hơn nhá. Hoàng tử bìu to. Rất hay, ý nghĩa nhá. Hoặc là bìu to prince. Rất hay. Không ai ơi, thời buổi 2017 thì còn đặt cái nick ấy. Hoàng tử tội phạm nghe chán. Quê mùa lắm, đừng đặt cái tên thế, gái nó không thích đâu. Vẫn đồng hành cùng với